Nằm ở phía tây nam kinh thành Thăng Long, di tích Gò Đống Đa là chứng nhân của chiến thắng lịch sử đại phá quân Thanh của dân tộc ta. Góp phần vào chiến công vĩ đại ấy, có công của một ngôi chùa cùng các vị sư sãi. Đó là chùa Phúc Khánh hay còn gọi là Tổ đình Phúc Khánh, hiện nay thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Mỗi dịp lễ Tết hay ngày tuần, chùa Phúc Khánh luôn là địa chỉ thu hút rất đông người dân thủ đô cùng du khách thập phương đến tham quan chiêm bái. Phong tục đi lễ chùa đầu năm mới cầu may đã ăn sâu vào tâm thức của người dân Việt Nam. Bởi đây là nét đẹp văn hóa tâm linh tốt đẹp của dân tộc ta. Hôm nay, mời quý vị hãy cùng tôi tới thăm chùa Phúc Khánh, ngôi chùa có lịch sử lâu đời, tọa lạc trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chùa Phúc Khánh cổ kính, linh thiêng là cái nôi nuôi dưỡng, thu tập bao công đức và tinh thần của các chư vị Phật tử có duyên kỳ ngộ. Theo dòng chảy của thời gian, ngôi chùa nằm trên thế đất không quá rộng, nhưng khiến du khách ấn tượng bởi linh khí và lối kiến trúc đặc biệt. Nhiều người cho rằng khi mọi người tới đây cúng lễ thì đất nước được ổn định, phát triển giàu mạnh, gia đình thuận hòa, bản thân thì được an tâm, tĩnh tại. Đây là lễ bát hương mà như là có một cái giả thiết ấy, là chùa có một cái tên khác, đó là Hoàng Kim Tự. Bởi vì là căn cứ vào cái bát hương đồng rất cổ ở chính điện của Tam Bảo, cho nên là có tên như thế. Trong cung Tam Bảo thì ở dưới của tòa Cửu Long thì lại khắc là Thịnh Quang Tự. Thịnh Quang nó là cái địa danh, cái nơi này, cho nên là có cái giả thiết Hoàng Kim Tự có thể là Hoàng Kim Điện, chứ không phải là tự là chùa đấy, mà chỉ là điện của thờ Phật hoặc là chùa thờ Phật. Phúc Khánh là một ngôi chùa thiêng, hiện đang lưu giữ 20 pho tượng có từ thời nhà Trần. Những bức tượng đáng quý không chỉ là niềm tự hào của những nghệ nhân chế tác, mà trở thành bộ sưu tập đáng kính trong tâm thức tín ngưỡng của những người con đất Việt. Chùa Phúc Khánh còn có đài Phật nghìn mắt nghìn tay nằm trong khoảnh sân chùa. Thờ Đức Phật nghìn tay nghìn mắt thể hiện cho cái lòng từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm, hàng ngày có cái hạnh nguyện là tầm thanh cứu khổ, có nghĩa là tất cả chúng sinh ở đâu kêu đến danh hiệu của Ngài thì Ngài liền ứng hiện để cứu khổ cho chúng sinh. Cái số 1.000 tay nghìn mắt chỉ là cái số thí dụ thôi, có nghĩa là còn nhiều hơn thế nữa. Ý nói rằng là ở chỗ nào chúng sinh kêu đau khổ, chúng sinh cầu cứu đến Ngài thì Ngài đều có thể ứng hiện đến luôn. Đặc trưng của các ngôi chùa, ngôi đền của Việt Nam nói chung ấy, thể hiện tinh thần lúa nước của dân tộc, và tất cả mái vòm để bao giờ cũng cong giống như là mũi thuyền và đuôi thuyền. Quý vị có biết không, chùa Phúc Khánh được dựng từ thời Hậu Lê và là nơi đào tạo tăng tài cho Phật giáo Việt Nam, và là nơi từng chứng kiến trận đánh Đống Đa Tây Sơn. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì chùa Phúc Khánh là địa chỉ thu hút rất đông du khách thủ đô tới tham quan và đi lễ đầu năm mới. Chùa của mình thì còn có hàng chục kế bia đá trùng tu từ các thời Nguyễn, chủ yếu là thời Bảo Đại. Còn những cái dấu tích ghi lại đây, cúng mấy sáu ruộng này, rồi cúng bao nhiêu tiền đều được ghi chép lại ở các cái bia công đức đây. Còn một bia thì ở dưới sân dưới kia là thời Chính Hòa thứ 19, là bia cũ nhất, cổ nhất. Quả chuông này thì được đúc từ năm Cảnh Thịnh thứ tư, tháng 11 ngày 27, và được ghi rất rõ, kể cả có cả những người công đức để đúc chuông. Những ngày đầu năm mới, chốn thiền môn luôn là nơi ý nghĩa nhất đối với mọi người. Bởi như ai đó đã từng nói, vào chùa tâm tĩnh lặng, bước chân chẳng vội vàng, vui trong niềm tỉnh thức, hạnh phúc thật nhẹ nhàng. Đối với mỗi người dân Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó không chỉ thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, no đủ,
mà còn là dịp để vun đắp cho tinh thần người Việt thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn. Về nơi cửa Phật, giữa không gian thanh tịnh, hương trầm lan tỏa, hòa cùng sắc màu của đèn hoa, mới thấy lòng mình lắng lại, thanh thản và nhẹ nhàng hơn.